Đây là tóc của cố vấn tóc tai khi vuốt tại nhà, còn đây là mái tóc mình vuốt cho bạn ấy. Xin chào các bạn đến với chương trình vuốt tóc tạo kiểu cùng với giai điệu, và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là cố vấn tóc tai. Ra thì với một cái mái tóc ngắn như thế này thì sẽ không có quá nhiều không gian để mình có thể vuốt, vì vậy nên là mình sẽ chọn một kiểu tóc mà mình đã để trong năm vừa rồi cũng khá là nổi bật, đó là kiểu badass style. Đây là kiểu tóc mà theo phong cách Nhật Bản, nó hơi rối và hơi xù, các lọn tóc thì nó dựng ngược lên, và để có thể tạo ra được những cái lọn tóc nó nét nhất có thể, mình chọn Pre-Style là Sidekick nhé. Sidekick nó cho ra những cái lọn tóc nó căng, nét căng luôn ấy. Còn sản phẩm tạo kiểu thì mình sử dụng Nabla Sheer Cream. Đây là một sản phẩm tạo kiểu đến từ Nhật Bản. Khi mà cái sản phẩm này vuốt lên trên tóc, nó cho ra những cái lọn tóc giống hệt như manga Nhật Bản ấy mọi người. Ở một mái tóc ngắn như thế này thì kiểu tóc mà mình chọn cho Tân đấy là kiểu bad head. Mình vuốt hơi rối bù một tí. Bây giờ Tân ngắm thử xem nhá. Trông khá là chiến ấy. Ờ đúng rồi. Bình thường thì em vuốt sẽ khá là nhanh, khá là gọn, tầm lên quanh khoảng 5 phút thôi. Chủ yếu là cái phần mái và hai phần hai bên này nó cũng sẽ như này, nhưng mà ở trên này nó sẽ hơi cục cục xuống tí và nó sẽ không nhiều tách như này. Cơ bản là phải sáng phải đi làm cho nên là không có thời gian để ngồi nặn.